Chào mừng tất cả các bạn đang đến với Trò Chuyện Với Tương Lai. Đây sẽ là nơi mà các bạn trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi sẽ chia sẻ các câu chuyện của mình, những nỗi niềm, những trăn trở, những băn khoăn, có thể là để lắng nghe một giải pháp tham khảo hoặc chỉ đơn thuần là tìm kiếm những sự sẻ chia, an ủi hoặc vỗ về. Và ngày hôm nay có mặt cùng với Tiến là một người mà Tiến gọi là người thầy của mình trong diễn xuất, là người luôn động viên Tiến trên từng bước hành trình của mình trên con đường nghệ thuật. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Xin chào tất cả mọi người ạ. Dạ con chào má. Dạ sẵn đây con cũng xin phép tất cả quý vị khán giả là cho phép Tiến với má Xuân được gọi với nhau là má với con theo cái kiểu đã quen miệng rồi. Chứ còn mà bữa nay khách sáo con cô cháu cháu hồi là nó sẽ lẹo lử nói chuyện tùm lum hết trơn á. Mà nó lạc luôn nữa. Dạ. Không có mặn mòi nữa. Nhưng mà trước khi nói thì cho má tâm sự với khán giả chút xíu. Dạ. Thưa với mọi người là Kim Xuân cũng hay nói rằng chúng ta sống trên đời là chúng ta thường có duyên mới gặp nhau, có duyên để được hạnh phúc. Ngay cả trong lúc đau khổ là lúc đó nó cũng tạo cái duyên để cho những bước tiếp theo mình biết mình sẽ làm cái gì. Và dược sĩ Tiến đến với tôi cũng là một cái duyên. Hai người này là đã từng nửa đêm gọi nhau rồi, bên đây khóc có, bên đây khuyên có, hoặc là bên kia bức bối có, bên đây cũng không biết làm sao để giải quyết có. Và chúng tôi quý nhau. Nói như vậy để tôi nói đến một cái câu chuyện gần đây mà tôi được tham gia một cái chương trình trẻ concert của dược sĩ Tiến. Lý do tại sao mà ekip của Tiến mời mà tôi nhận lời liền và tôi không băn khoăn là vì tôi biết cái cậu này, tức là cái ý chí của bạn là sống và cống hiến cho cuộc đời. Và khi đời đáp lại cho mình thì cậu cũng muốn chia sẻ cái điều đó đối với cuộc đời. Và cái ý muốn của Tiến trong cái những cái chương trình mà khi tôi ngồi tôi nói chuyện, truyền cái kinh nghiệm đi trước của mình với các bạn sinh viên á, thì thấy rõ rằng Tiến làm cái điều này quá đúng. Sẽ có rất nhiều sinh viên ở trong cái chuỗi concert trẻ của Tiến sẽ bước ra đời và cảm thấy rằng tôi không cô độc. Tôi có xã hội quan tâm, cụ thể là ai đó. Và tôi mong cái chương trình của Tiến sẽ không một mình Tiến đồng hành, mà sẽ có rất nhiều những mạnh thường quân, những người nhìn ra được cái công việc tốt đẹp đó để cùng đi đường dài với Tiến. Chúng ta ủng hộ điều này nhé. Dạ, vậy sẵn má đang nhắc tới trẻ concert thì cho con hỏi thêm một số những cái thông tin, cũng như là trong cái lần buổi workshop đầu tiên của má đi, má tiếp xúc với các bạn trẻ, các bạn sinh viên thì má thấy mấy bạn trẻ bây giờ làm sao ta? Các bạn hay lắm nha. Dạ. Các bạn không phải lúc nào mình nói mà các bạn cũng chấp nhận cái điều của mình liền. Các bạn có những cái phản đề và những có những cái ý kiến bật lại với mình á, nhưng mà rất là rõ ràng, rất là hay. Chỉ một chút xíu là bao giờ chừng 5 hoặc là 10 phút đầu tiên cái khúc dạo đầu á, các bạn hay nhát á. Dạ. Tại vì các bạn chưa biết là cái không khí mình làm việc nó sẽ là như thế nào. Và khi mà má gợi mở, má thân thiện và gần gũi với các bạn thì thấy rõ ràng là sau đó hầu như là mấy chục bạn ngồi ở trong cái phòng hôm đó không có ai mà không trải nỗi lòng ra cho má Xuân nghe hết. Dạ. Má Xuân rất là thú vị về điều này. Và mình thấy được rõ ràng là cái thế hệ trẻ của các bạn Việt Nam, các bạn luôn luôn muốn đi tới, luôn luôn muốn khám phá. Nếu các bạn khám phá đúng, các bạn đi đúng thì nó sẽ là một cái con đường để các bạn sáng tạo hoàn toàn. Nhưng nếu các bạn có bước sai một bước, các bạn cũng nhận ra ngay để các bạn sửa chữa điều đó. Và đó là điều má mong ước và hy vọng là thế hệ trẻ Việt Nam sẽ hội tụ tất cả những điều đó. Yeah. Khi mà con lên ý tưởng về cái việc là trẻ concert sẽ có một ngày mà có những cái workshop mà các nghệ sĩ trong từng lĩnh vực, ví dụ như má là về diễn xuất nè, rồi có chị Jackie Miu hay MC Liêu Hà Trinh là về dẫn chương trình nè, hay là có Nguyễn Trần Trung Quân về thanh nhạc nè, thì mọi người cũng hay đặt cái câu hỏi là tại sao lại đem những cái workshop đó tới sinh viên. Thí dụ như ở khía cạnh của má đi, thì má nghĩ rằng là cái việc huấn luyện cho các bạn hiểu thêm về diễn xuất, hiểu thêm về cái sự thoải mái trong ngôn ngữ hình thể, nó sẽ giúp ích gì cho các bạn trên cái chặng hành trình của bạn sau khi ra trường? Không phải diễn xuất là nó chỉ dành cho nghệ thuật đâu thưa các anh chị và các bạn ngồi đây. Cái chữ diễn xuất á, là thường là nó hay khởi nguồn cho cái sự tự tin. Mình tự tin, mình thể hiện mình. Có thể là trên sân khấu là các nghệ sĩ họ có cái kỹ thuật chuyên môn, nhưng chúng ta
học về diễn xuất để chúng ta tự tin giao tiếp với cuộc đời. Nếu trong một cái buổi họp á, mà các bạn nhìn thấy là trong 10 bạn ngồi với nhau, lâu lắm mới gặp nhau, bạn nào cũng muốn nói về cuộc sống của mình, nhưng có một bạn duy nhất im lặng. Dạ. Bạn ấy có nỗi niềm. Thế thì các bạn xung quanh có thấu hiểu với bạn ấy chưa? Dạ. Bạn ấy có nói được với mọi người chưa? Bạn ấy đang thiếu tự tin. Bạn ấy đang thiếu một cái niềm tin là tôi nói các bạn có lắng nghe không? Dạ. Và như vậy thì cái sự tự tin đó ở trong nghề của chúng tôi nói là không phải là diễn, mà chúng tôi đang muốn thể hiện mình. Và cái thể hiện mình đôi khi qua cái cuộc họp đó, cái cuộc đời của người bạn không nói một câu nào trong cuộc họp nó sẽ thay đổi. Dạ. Và cũng qua buổi nói chuyện đó, bạn ấy có thêm một người bạn hoặc vài người bạn đã hiểu mình. Thì tôi thấy cái sự tự tin trong diễn xuất hoặc là tự tin ở trong cuộc sống nó rất là quan trọng. Và tôi mong là trong cái buổi nói chuyện hôm nay sẽ rất nhiều những câu hỏi của các bạn. Đèn sẽ nháy liên tục để chúng tôi có thể trả lời tất cả những cái ý kiến của các bạn. Nhân các bạn nha. Nha. Hồi trước khi mà con làm phim và con đóng phim á, thì con nghĩ, ôi, nghề diễn viên có gì đâu mà hay ta. Cứ có cái kịch bản, xong rồi học thuộc lòng kịch bản, xong cái ra set quay đạo diễn kêu làm sao làm y chang vậy. Nhàm chán muốn chết, có gì đâu mà hay. Nhưng mà tới khi má biết không, con đóng cái Hạnh Phúc Máu Đóng Với Má, cái má chỉ cho con phân tích tâm lý nhân vật, con hiểu được là à, thì ra không, cái kịch bản nó chỉ là cái phần cứng thôi. Cái người diễn viên sau đó phải phân tích cái nhân vật đó với cái hiểu biết của nhân vật là như vậy, cái nền tảng giáo dục nhân vật là như vậy, và cái cảm xúc, cái tính cách nhân vật là như vậy, thì lúc đó mình phải ngồi mình suy nghĩ coi là cái nhân vật đó sẽ phản ứng như thế nào. Cái lúc đó còn mới nghĩ, trời, thì ra nghề diễn viên thông minh dữ gì hết ta. Tại vì khi mà mình làm nhiều nhân vật, mình phân tích nhiều nhân vật, cái tự nhiên cái nó khiến cho con bắt đầu quan sát tất cả mọi người xung quanh trong cái đời sống hàng ngày họ, từ cái biểu hiện nhỏ. Mà má biết con được một cái hên á, đó là con hay ngồi làm giám khảo các chương trình. Nhiều khi có ngày con ngồi con chấm cả 100 bạn thí sinh khác nhau. Cái tự nhiên con nhận ra à, thì ra tất cả những cái biểu hiện đời thường này nè, nó lộ hết qua từng những cái cử động rất là nhỏ, từng cái chi tiết rất là nhỏ của từng bạn. Cái nó cho con một cái điều là à, khi mà mình nhìn thấy được những vấn đề của các bạn đó, vô tình con nhìn thấy chính cái vấn đề mà con mắc phải ở trên người các bạn luôn. Cái từ đó con sửa được những cái vấn đề của chính con. Cái con mới thấy chà, cái nghề diễn viên thật sự là một cái nghề cực kỳ hay luôn. Nó giúp mình hiểu được cái người xung quanh, và nó giúp mình biết cách thể hiện đúng những cái mong muốn và cái cảm xúc của mình ra bên ngoài để người ta hiểu được mình. Vậy thì rõ ràng diễn xuất nó là cái giúp cho con kết nối với mọi người tốt hơn, giúp mình hiểu người ta và giúp người ta hiểu được mình một cách đúng. Cảm ơn Tiến đã yêu cái công việc mà má Xuân mê say suốt mấy chục năm trời. Dạ. Và chắc là má con mình nếu mà nói này thì mình sẽ nói sáng đêm nữa. Đúng rồi, con nhớ có một lần ngồi quay với má cũng về chủ đề này mà hai má con nói một hồi là OT luôn. Có một cái điều á mà Xuân cứ trăn trở hoài, và Xuân rất mong là trong những cái cuộc trò chuyện mình được nói với nhau, người ta hay nói là cái bà đó bà diễn quá, những người bạn trong cơ quan thôi, nhưng mà không có cái diễn nào mà qua mắt được những người có thể nhìn thấu được cái đôi mắt của người ta. Yeah. Thành ra xin đừng mặc định cho cái chữ diễn xuất nó theo cái nghĩa xấu. Dạ. Yeah. Ừ. Còn người ta hay mặc định cho chữ diễn xuất là giả nha, diễn xuất là không thật nha, diễn xuất là có một cái bức màn che nha. Thì mong qua cái chương trình này các bạn bỏ dùng Kim Xuân. Xin lỗi mọi người là tôi hơi nói chuyện riêng chút, nhưng mà mong mọi người tiếp nhận điều này nha. Yeah. Nha. Mong mọi người. Má mà bữa nay cho con hỏi má một câu này hơi cắt cớ luôn nè. À. Hơi khó luôn nè. À. Có nghĩa là con tiếp xúc với má thì con thấy má hiền vô cùng luôn, hiền thật sự luôn. Mà sao má diễn mấy vai ác hay quá vậy? Có nghĩa là bây giờ con người của mình thiệt là con người hiền nè, mà má diễn mấy vai ác là con nói ác tàn canh gió lạnh luôn. Ác mà thật sự hồi xưa mà con coi má đóng vai ác là con ghét má giả mang luôn á. Tại sao má diễn vai ác hay dữ gì? Má còn ghét má nữa mà. Má đâu có ưa má. Chắc mọi người ở đây ai cũng coi Trong Vòng Xoáy Tình Yêu hả? Cách đây mà bao nhiêu năm mà tôi bị ghét đến mức mà tôi nói dân thành phố lúc đó có khoảng 10 triệu người thì hết 9 triệu người ghét tôi rồi. Là vì nhân vật hay quá. Yeah. Mặc dầu đó là không phải là một nhân vật ở Việt Nam, nhưng mà mình thấy trời ơi, sao tác giả người ta tạo ra một cái nhân vật mà nó tham vọng. Mà nếu như mình muốn định nghĩa nó tích cực thì nó vẫn tích cực, mà định nghĩa nó tiêu cực thì nó vẫn tiêu cực. Rõ ràng là bà đó bà thương con bà quá. Dạ. Cha mẹ nào không thương con, má con thương con chứ. Ngồi xuống bàn ăn má con cũng muốn là
trong cái bàn ăn là cái muốn cái phần mà lấy ngon nhất là cho con ăn. Dạ. Thì bà này cũng vậy, bà ngồi xuống là bà muốn trong cái bàn ăn là cái tô gà, tô cà ri đó, tất cả mọi thứ là bự nhất là của con bà. Thế thì cái giành giật quyền lợi trong cuộc sống của bà này nó thể hiện như vậy mà nó thô thiển hơn. Dạ. Mình cứ nghĩ từ cái chiều hướng đó, đi chút đi đâu cũng vậy là này, nghĩ trong đầu này dành cho con tôi nha. Dạ. Và khi cái tham vọng mà muốn cho con mình được hưởng tất cả những cái gì hay ho nhất, mà cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng, thì nó có những cái gút mắt, những cái trắc trở, và thậm chí có những cái nguy hiểm luôn. Người ta đạt tới cái điều đó, người ta biến thành tội ác. Dạ. Nhân vật nghiên cứu là nó đi như vậy luôn, nó đi một cái nhánh xuyên suốt. Yêu thương con tột cùng biến thành tham vọng biến thành tội ác. Và để chuyển tải cái nhân vật đó xuyên suốt, phải tính cái đường như thế nào thể hiện. Ở người ngoài nhìn vô người ta mắc cười lắm. Tôi thấy cái nhân vật này nó kỳ lắm. Nhưng mà bà rất là tự tin về cái điều mắc cười đó. Dạ. Và má nhớ nhân vật của má người ta ghét quá trời luôn. rất ghét luôn. Giống như trong Hạnh Phúc Máu, ai cũng thấy là bà Hà Phương lạnh lùng, thậm chí là ác độc. Và trong những giây phút đầu tiên người ta thấy là bà là thủ phạm giết rất nhiều người. Nhưng mà không phải. Cái người tác giả rất hay ở chỗ là người ta đánh tráo, người ta đánh tráo liên tục. Bà cùng là một nạn nhân. Mà tội đồ là đây nè. Tội đồ là đây nè. Cái người này với cái bà mà dâng chén trà đó, mưu thâm mà cao sâu dễ sợ, đến nỗi hai mẹ con của Hà Phương rơi vào bẫy. Và ai nhìn bên ngoài cũng thấy hai người này cực kỳ ác, xuất phát từ lòng thương con. Thành ra cách thể hiện của mỗi một nhân vật nó thú vị lắm con. Yeah. Nó làm cho người diễn viên mà yêu nghề thật sự, người ta mê đắm cái công việc của mình. Yeah. Và kế bên cái mê đắm nó là phải quan sát. Chính cái quan sát mọi người nó làm dày thêm cái bộ nhớ của tôi về cái lưu trữ gương mặt, lưu trữ tính cách, để sau này khi tôi làm diễn viên, bất cứ nhân vật nào đến, tôi sẽ dùng cái của các bạn để biến thành cái của tôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Má biết sao, đối với cá nhân con thôi, thì cái phim Vòng Xoáy Tình Yêu của má là một trong những cái phim mà thành công mà giúp cho con bắt đầu chú ý tới phim Việt Nam. Chứ thiệt ra trước đó là phim Việt Nam có những cái gì thì nhiều khi cái thời đó con còn nhỏ quá, con cũng không có để ý. Nhưng mà từ cái Vòng Xoáy Tình Yêu là con nhớ là cái thời đó nha, là ngày nào hầu như nhà con cũng mở lên coi và con cũng bị cuốn theo luôn. Trước đó con chỉ thích mấy phim mà thần thoại rồi phép rồi chưởng đùng 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 thôi. Không bao giờ con nghĩ là có cái ngày mà con mê phim xã hội tới mức như vậy. Con thấy là cái sự thành công giả mang. Mà lúc đó con cũng thiệt sự là mới biết cô Kim Xuân lại thông qua cái bộ phim đó luôn đó. Chứ trước đó con cũng không có để ý nữa. Thiệt. Rồi má cho con hỏi thêm một câu nữa nè, trước khi mình vô nhiệm vụ chính của mình là gặp nhân vật nè. Bây giờ nãy giờ má kể là mình làm diễn viên là mình quan sát, mình để ý, mình lấy vốn của tất cả mọi người, mình biến thành cái vốn của mình. Nhưng mà con thấy có một cái nhân vật trong cô hầu gái, cái nhân vật đó quan sát ở đâu ra? Nhiều khi mình phải tưởng tượng thì làm sao mình có thể xây dựng được một nhân vật mà hồi đó giờ mình chưa từng thấy ngoài đời, thì má phải tính làm sao? Mọi người ở đây có xem phim điện ảnh Cô Hầu Gái chưa? Dạ. Nhân vật của Xuân là một bà quản gia của thời Pháp. Lúc đó thiệt tình chưa đẻ ra. Chưa đẻ ra. Nhưng mình có xem phim, mà đặc biệt là phim nước ngoài. Mỗi một cái nhân vật, người ta chỉ nhìn cái dáng dấp bên ngoài là người ta định được cái vị trí của người đó luôn. Cái bà quản gia này ở trong một cái gia đình trời Pháp thuộc á, mà để giữ một cái chức mà gọi là tổng quản gia đó, tất cả mọi cái nó nguyên tắc, nó nguyên tắc đến mức là mình cảm giác nó giống như một cái khuôn á, nó cứng ngắc luôn. Và kế bên đó cái đồng tiền. Dạ. Cái đồng tiền nó cũng làm xoay trở để khiến bà ta phải trở thành một người Việt gian. Mà thật ra là nhờ coi phim nước ngoài. Cái vụ coi phim bạn này biết. Má coi phim nước ngoài còn nhiều hơn con. Phim trẻ má coi còn nhiều hơn con. Nhiều khi má nhắn cái phim một tiếng ơi phim này hay lắm nè coi đi là mới biết cái tựa phim để coi luôn. Tôi chỉ nghĩ nè, các bạn đây có những người không phải chỉ về phim không, có các bạn làm công việc khác. Nhưng mà làm công việc gì các bạn ơi, hãy đam mê nó nha. Và tìm hiểu cho tới cùng luôn. Tìm hiểu để khi có ai hỏi về mình sẽ không ai bắt bẻ được và nói mình nửa vời. Dạ.
Cái đó là cái điều mà tôi trông chờ ở các bạn. Thú vị lắm. Thế thì các bạn ơi, mỗi một nghề của chúng ta nó đều có những cái hay. Hay lắm. Chỉ cái là chúng ta yêu nó chưa? Chúng ta yêu thật sự, chúng ta tìm hiểu tới nơi, tìm hiểu tận cùng đi. Như tôi đã từng làm với cái nghề của mình, cho nên bây giờ cho tới năm 2026 thì má theo nghề được 50 năm. 50 năm. 50 năm. Và bây giờ ai nhắc tới nghề diễn viên, tôi vẫn xúc động. Tôi vẫn muốn tâm tình với mọi người. Không phải để dụ người ta về nghề mình đâu nha, mà để nói rằng là hãy yêu cái công việc mà các bạn chọn nha. Theo tôi chỉ có như thế thì các bạn mới thành công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái chuyện rất riêng của tôi. Sau một cái phần trò chuyện tâm tình, bởi vì cũng lâu rồi con với má không gặp nhau, cứ nói chuyện điện thoại, cứ nhắn tin thôi. Chứ còn thiệt sự mà gặp mặt thì cũng không có gặp mặt được nhiều. Như hồi cái thời mà hai má con mình đóng phim chung, con nhớ lúc đó 50 ngày trên Đà Lạt là hầu như ngày nào má con cũng gặp. Mà thức sáng đêm với nhau luôn. Mà con nhớ hoài cái lúc mà mình ra cái hồ nước lạnh đó, ba má con chui vô ba cái kén nằm chùm mền, rồi xong có mấy con gấu bông rất là dễ thương. Nhớ hoài cái kỷ niệm đó luôn. Mà thời đó là con với má là nói chuyện nhiều nhất, tại vì má giúp con làm cái nhân vật của con. Con nói cái vai đó nha, mà thằng Tiến mà nó không đóng với cô Kim Xuân là nó không biết sao nó lấy cảm xúc được. Tại vì mọi người biết không, khi mà quay điện ảnh là sẽ có khi là cái máy quay mặt Tiến, nhưng mà cô Xuân vẫn phải đứng đó cổ diễn. Tại không có cô Xuân, Tiến đâu có biết được mà diễn với cái camera diễn làm sao. Tiến đâu có được học hành gì đâu. Tội nghiệp bà cô, là bà cứ đứng đó bà diễn thật 100% công lực. Tại vì cô Xuân mà không có cảm xúc, cô Xuân mà diễn mà kiệu bình thường thôi là Tiến không vô được. Mấy chục lần quay là cô vừa phải diễn cho cô, mà những lúc máy không quay cô cũng phải diễn luôn cho Tiến để Tiến lấy tâm lý nữa. Cho nên nếu mà cái vai đó mà ai khen con mà diễn tốt nha, là con nói con đổi ơn má Xuân 100 lần. Tại vì không có má Xuân Tiến không diễn tốt được. Không, mọi người ơi, nếu mà mọi người xem Hạnh Phúc Máu đó, mọi người xem cái đoạn mà Vĩnh An mà bà bị đánh rồi mà nằm dưới đầm lầy á, tôi nghĩ hoài tội thằng nhỏ ở chỗ là đáng lẽ là có, vẫn có cascader, nhưng mà cái đoạn mà chiếu mà tôi khóc á, ánh mắt tôi liếc qua thôi á, cũng bắt nhỏ nằm thiệt. Tôi nói nó lạnh, trời ơi, Đà Lạt chưa bao giờ mà có cái năm 2022 mà nó lạnh ngay cái đầm lầy, lạnh dưới 0 độ, đứa nào nấy thiếu điều muốn trụy tim luôn. Dạ. Ừ, thành ra cái nghề gian khổ lắm. Nếu như có những ai đó làm cho quý vị phiền lòng, nếu như có những ai đó họ không yêu thật sự cái nghề này và làm cho quý vị có cái nhìn không hay, thì mong rằng hãy nhìn vào những người diễn viên thật sự, những người yêu công việc của mình cũng giống quý vị yêu công việc quý vị đó, mà thương mến chúng tôi như chúng tôi đã yêu quý cái nghề này. Tôi rất mong là quý vị đến với chúng tôi vì điều đó. Dạ rồi, bây giờ sẽ là lúc mà má con mình vô nhiệm vụ chính của ngày hôm nay. Đó là mình sẽ xem thử coi là nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là ai và bạn mang đến câu chuyện của bạn là gì. Mình sẽ cùng xem một đoạn video ngắn của nhân vật nhé. Xin chào mọi người, mình tên là Ngô Quý Hải, năm nay mình 30 tuổi. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. 6 tháng tuổi thì mình có gặp một cái tai nạn, đó là bị té vào bếp lửa và bị bỏng toàn thân. Tới năm 7 tuổi thì mình cũng tới trường như bao bạn khác. Lúc mà mình lên trường thì mình lại bị kỳ thị rất là nhiều. Mình cũng không có vượt qua được, cho nên mình quyết định là không tới trường. Đó là cũng là một cái sai lầm dẫn tới cái hệ lụy như bây giờ, là hồi nhỏ mình không có đi học. Hiện tại thì mình có đang kinh doanh một tiệm bánh online nhỏ ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng vì hồi xưa không được đi học thì không có cái nền tảng kiến thức như bao mọi người, cho nên là mình đang gặp rất nhiều khó khăn trong cái quá trình mà mình mở tiệm. Hôm nay mình tới chương trình cũng rất mong được nghe những lời khuyên và góp ý của anh Tiến và các khách mời trong chương trình, để mình có những cái hướng đi tốt hơn cho mình ở trong tương lai. Để dễ tiếp cận và trực tiếp hơn với câu chuyện của bạn thì cũng xin mời nhân vật sẽ xuất hiện tại đây để gặp gỡ Tiến và nghệ sĩ Nhân Kim Xuân nhé. Con chào cô, dạ con chào Tiến, dạ chào mọi người. Dạ con chào cô Xuân ạ. Chào, dạ, anh chào anh Tiến, dạ anh chào tất cả mọi người ở trường quay ạ. Yeah. Anh tên là Ngô Quý Hải, năm nay mình 30 tuổi. Nghề nghiệp của mình là đang làm một cái tiệm bánh online nhỏ ở tại Sài Gòn ạ. Cái câu chuyện mà em mang tới đây là hồi xưa khi mà 6 tháng tuổi á, chị có gặp một cái tai nạn, đó là té vào bếp lửa thì bị bỏng toàn thân. Xong rồi gia đình cũng có đi dạy chữa nhiều nơi.
Thì có vào Sài Gòn chạy chữa khoảng 2 năm. Khi mà cái vết thương nó lành á, thì có về lại quê của em. Năm 7 tuổi em cũng có gấp sách tới trường như bao bạn khác. Nhưng mà kiểu như là lúc đó em còn nhỏ, với lại kiểu như là mình bị như vậy, mình hơi khác mấy bạn cùng trang lứa. Thì lúc tới trường thì em cũng có bị mọi người, các bạn trêu chọc nhiều ấy. Chuyện đó nó xảy ra hàng ngày, em mới không vượt qua được. Là lúc đó em quyết định là em nghỉ học, từ năm em chưa học hết lớp 1. Dạ. Vậy là mình nghỉ học từ năm lớp 1 luôn, lúc đó mình vẫn chưa học xong. Em học được nửa năm mà là một kỳ. Rồi sau đó tiếp theo là như thế nào? Sau đó em làm gì hay là em có học gì tiếp không? Năm đó thì em cứ như vậy thôi, mình cứ ở nhà mình chơi. Mới đầu nghỉ học thì cũng vui lắm, khi như là mình không phải tới trường nữa, mình có ở nhà nhiều thời gian mình chơi á. Thì xong lúc đó cũng vui, nhưng mà nó chỉ vui được khoảng vài tuần cho tới một tháng thôi. Thì mình thấy mấy bạn cũng được tới trường mà mình lại ở nhà, mình cũng không có biết làm gì á. Thì lúc đó cũng khá là buồn, nhưng mà mình muốn đi học lại. Nhưng mà mình bị lại ám ảnh cái cảnh mà lúc đó mình tới trường là mình lại bị trêu chọc á, mình lại bị ám ảnh á, nên mà em không có dám tới trường. Thời gian đó thì trôi qua cứ mấy năm thôi, tới lúc mà mình quyết định mình đi học á thì lúc đó là quá trễ rồi, là lúc đó em mười mấy tuổi rồi. Mình cứ ở nhà mình phụ ba mẹ thôi. Hồi xưa em cũng có đi chăn bò đấy. Dạ, chăn được mấy năm. Rồi em đến với công việc làm bánh này là như thế nào, cơ duyên nào khiến cho em bắt đầu yêu thích và làm cái công việc làm bánh này? Nói tới cái cơ duyên là từ một cái bất hạnh từ tuổi thơ của em, là hồi năm em được 10 tuổi á, em có lên thành phố, tại nhà của em là ở thị xã, là cách xa thành phố tầm khoảng 50 cây. Lúc đó em có đi lên thăm một người họ hàng, vô tình đi qua một cái tiệm bánh. Lúc đó là mình thấy kiểu như là lần đầu tiên mình lên thành phố mà, mình thấy ở đó có nhiều bánh đẹp quá mà ngon quá. À, ở quê thì con nít làm gì có tiền. Lúc đó nhà em cũng khó khăn nữa. Xong rồi em mới quyết định là mình về để dành tiền khoảng một thời gian. Em cũng không nhớ là bao lâu, nhưng mà chắc cũng tầm khoảng mấy tháng á. Cái lúc mà mình quyết định là mình vào cái tiệm bánh đó để mình mua bánh á, thì họ thấy mình như vậy. Kiểu như em vừa bước vào cửa á, xong bảo vệ với nhân viên là thấy mình như vậy, xong nó họ đuổi mình ra. Mặc dù mình có nói là mình vào đây để mình mua bánh, mình có tiền, nhưng mà họ không nghe. Chắc là do lúc đó mọi người cũng khá bạn. Lúc đó em mới ra ngoài, mình cũng lúc đầu mình cũng thấy cuộc hẳn. Lúc đó thấy cuộc sống này nó bất công như vậy. Lúc đó nghĩ là nếu như sau này mình có một cái tiệm bánh như vậy thì mình có thể phục vụ được tất cả mọi người. Là ai mình có thể phục vụ được, chứ không phải là người như này mình mới phục vụ. Từ một cái suy nghĩ là bước vào một tiệm bánh và không được đón nhận, mà Hải lại muốn mở một cái tiệm bánh để đón nhận tất cả mọi để người. Đón nhận tất cả mọi người. Cái suy nghĩ này cô Xuân nghe qua câu chuyện của con, nó cũng giống như vô vàn những số phận mà trong những lần nói chuyện cô Xuân cũng có từng gặp. Ngay cả cái chuyện mà con nói là khi con đi học mà con gặp cái sự chế giễu của các bạn, cô Xuân thấy đó là chuyện bình thường, bình thường của con người. Chỉ có cái là con còn nhỏ quá, con đón nhận cái chuyện đó con không chịu nổi, cho nên con đã phải ngưng việc học ngay từ con đang học lớp 1. Nhưng mà con tự nhiên cô Xuân có cái suy nghĩ nè, với cái thời đại bây giờ, tất cả những điều mà mình cần biết nó có trên mạng. Dạ. Có bao giờ Hải có cái suy nghĩ là con sẽ tiếp tục cái chuyện hiểu biết về học vấn bằng cách con tham khảo trên mạng không? Dạ có. Bây giờ con cũng hay học ở nhà, cũng có học thêm tiếng Anh nữa. Với lại hồi xưa thì kiểu như mình con nghỉ học á một thời gian, xong rồi mình cũng ở nhà cũng không biết làm gì á, xong rồi cái bạn của con cho mượn mấy cuốn truyện tranh, mình cứ nhìn hình thì mình coi thôi. Con có một người anh trai nữa, lúc đó thì anh trai ở nhà thì anh trai đọc, xong rồi con đứng một bên con nghe. Nhưng mà những cái lúc mà anh trai không có ở nhà thì mình lại muốn đọc cái cuốn sách đó, nhưng mà mình lại không có thể nào đọc được. Thì lúc đó con mới nhớ lại là hồi xưa kiểu như mình đi học lớp 1 ấy, cô có dạy mình những cái từ cái đơn, xong cái con cũng ở nhà không tự ghép lại để con đọc. Còn cái từ nào mà kiểu như nó hai bằng á thì mình lại đi hỏi mẹ hay là hỏi bố để đọc. Và con đọc như vậy được khoảng mấy tuần cho tới một tháng thì con có thể đọc được. Dạ, có thể là từ học ở nhà. Cũng rất là giỏi, rất là giỏi.
Nhưng mà rồi em có một cái mong muốn mở tiệm bánh đón nhận tất cả mọi người á. Hồi nãy trời khi em nói chuyện đó anh cũng bất ngờ luôn, bởi vì theo thông thường cái phản ứng bình thường của anh nha, nếu mà anh bị đuổi ra anh sẽ cảm thấy là bất mãn, sẽ cảm thấy khó chịu, sẽ cảm thấy oán trách nhiều hơn. Nhưng mà cái trái tim của em nó đẹp tới mức là em nghĩ tới cái việc là mở một cái tiệm bánh để đón nhận người ta. Thật ra đây là một cái tình tiết mà anh thấy là nó xúc động vô cùng luôn á. Và anh muốn biết tiếp theo là sau cái mong muốn em muốn mở cái tiệm bánh đó thì em đã bắt đầu cái việc học làm bánh như thế nào? Dạ, cái lúc mà em nghỉ học á thì em chỉ ở nhà thôi. Em ở nhà đi chăn bò khoảng được khoảng mấy năm á, thì là tới lúc đó thì em không có đi chăn bò nữa, em ở nhà kiểu như em phụ nhà thôi. Lúc đó thì em có chơi game nữa. Xong em cũng bị trầm cảm khoảng mấy năm á. Nhiều khi là mình chơi game không phải là vì mình nghiện hay là mình thích nói, nhưng mà để mình có thể là mình giải bày được cái tâm sự của mình. Dạ. Thì lúc đó em có chơi game được khoảng mấy năm, nhưng mà chơi xong rồi cũng thấy chán, tại thấy những cái người bạn cùng trang lứa họ cũng đi học xong rồi họ cũng ra trường, họ cũng đi làm này làm nọ, rồi họ cũng có gia đình, mình cũng thấy buồn. Xong rồi mình cũng không biết như thế nào để thay đổi được. Lúc đó em cũng ước là mình có một cái gì đó để mình có thể là trở mình. Dạ. Tới năm mà 2016, là năm đó em được khoảng 21 tuổi, thì em có được một đoàn từ thiện bên Đức, họ về Việt Nam họ khám, xong họ thấy ở đây họ không có làm được, họ mới bảo lãnh em qua bên nước ngoài của họ làm á. Dạ, em qua đó một mình để nửa năm, em trải qua mười mấy cuộc ca phẫu thuật á. Dạ, đó là lần đầu tiên mà đi ra khỏi nhà, đi ra ngoài nhiều, xong cái suy nghĩ của mình cũng mở ra. Lúc đó em ở trong bệnh viện kiểu như một mình cũng buồn, nhưng mà xong rồi mình đi ra ngoài mình thấy những cái người mà họ cũng, thật ra là họ còn khổ hơn mình nữa. Dạ, có những người mà họ còn không có tay không có chân nữa, trong khi mình hồi trước em là chỉ bị bỏng thôi. Dạ, đây hết này, nó dính hết lại người lại, qua đó thì mới phẫu thuật ra. Lúc đó mình mới nghĩ là họ như vậy nhưng mà lúc nào họ cũng cười, họ vui, nhưng mà mình mới chỉ bị như vậy mà tại sao mình lại cứ buồn rầu, mình chán nản hoài vậy. Lúc đó em mới quyết định là sau mình sẽ cố gắng vượt qua cái ca phẫu thuật này để mình về lại Việt Nam, mình học được một cái nghề, và sau đó mình sẽ đi làm để mình có thể tự nuôi sống được bản thân mình trước đã, xong rồi mình mới nghĩ tới những chuyện khác. Anh làm thấy phục em á. Phục em là bởi vì em là cái người luôn có những cái suy nghĩ vô cùng tích cực đó trong tất cả các trường hợp luôn. Thực ra nếu là anh không biết liệu anh có đủ sức mạnh và cái sự tích cực như em hay không luôn á. Nhưng mà anh cảm thấy anh rất ngưỡng mộ em vì điều đó, và em biết nhìn nhận và có những suy nghĩ vô cùng tích cực. Nhưng mà cho anh hỏi một tí xíu nữa nè, là nãy anh nghe em nói là em có tiệm bánh online. Vậy thì cái nền tảng online đó là mình bán trên mạng xã hội hay là online như thế nào? Dạ đúng rồi, em đang mở một cái tiệm bánh online nhỏ ở tại quận 7. Ừ, là online là mình bán trên nền tảng mạng xã hội của TikTok, của Facebook hay là như thế nào? Có bán ở ngoài luôn không? Có mở không tiệm ngoài là chỉ online thôi. Em thuê một cái nhà nhỏ thôi. Ở quận 7 và mình vừa ở đó mình vừa làm luôn. Em bán đa số là ở trên fanpage ạ. Trên fanpage của Facebook. Trên fanpage. Trên cái tiệm bánh online Facebook đó hôm ra thì em có tìm hiểu những cái nền tảng khác để mình mở rộng việc kinh doanh mình thêm không? Ví dụ như anh thấy là hiện giờ cái nền tảng mạng xã hội video ngắn như là TikTok chẳng hạn thì họ cũng đang rất là phát triển, và anh thấy bán đồ ăn trên đó cũng rất nhiều bởi vì anh hay mua đồ ăn trên đó nhiều lắm. Em có tìm hiểu trên đó chưa? Dạ có rồi, cũng kiểu như mình vừa làm cũng vừa học thôi à. Xong rồi mình quay video làm bánh xong cái mình up lên, xong em cũng vừa làm vừa học, chứ TikTok thì em cũng không có biết về nhiều à. Vậy thì sẵn đây không có gì cần phải giấu giếm luôn, em cứ nói thẳng tên tiệm bánh của mình ra đi, địa chỉ ở đâu, bởi vì đây là chương trình anh làm phi lợi nhuận không ai tài trợ hết á, cho nên là tất cả những cái thông tin mình cũng không cần phải cắt xén gì cả. Nếu mà em không ngại thì em có thể chia sẻ luôn là tiệm bánh mình tên gì ở đâu luôn không? Dạ, tên tiệm bánh của em là tiệm bánh Hướng Dương ạ. Tiệm bánh Hướng Dương. Hướng Dương. Dạ, nó nằm ở quận 7 ở đường Nguyễn Thị Thập. Mà thường là em bán những cái loại bánh như thế nào ta? Bánh ngọt hay bánh làm sao ta? Em mô tả cho tụi anh biết luôn dạ, đi. Dạ, hiện tại thì em chỉ bán bánh kem thôi ạ. À, bánh kem. Dạ. Còn sau này thì em tính là mình sẽ mở rộng ra, mình bán thêm các dòng bánh, bánh mì hoặc là bánh ngọt nữa. Dạ. Con buôn bán có được không con? Bán online người ta có quan tâm nhiều không con? Dạ, cũng hơi vất vả một tí ạ. Dạ. Hơi vất vả. Kiểu như là khách bán online thì lâu lâu họ mới có, sinh nhật thì họ mới đặt. Dạ. Là người ta chưa biết mình nhiều. Đúng rồi. Là chưa biết mình nhiều. Con chắc là có lẽ là nên lên TikTok ha. TikTok dạ. Bây giờ người ta coi nhiều nè. Các cái nền tảng khác nữa. Và cũng hy vọng là nếu mà quý vị khán giả ở đây coi, mình có thể là mình lan tỏa cái điều này, mình hỗ trợ thêm với Hải về cái tiệm bánh của Hải để mọi người người ta biết, người ta ủng hộ con.
thời gian gần đây thì với cái tình hình tiệm bánh của con nó cũng tương đối hơi khó khăn ha. Dạ. Thì con có định mình làm thêm cái gì hay là mình cải thiện cái gì nữa? Dạ, không? Hồi trước cái lúc mà khó khăn á thì con cũng có đi làm ở một cái tiệm cà phê để có thể là có tiền trang trải để trả tiền mặt bằng á. Dạ, con làm đó còn được mấy tháng nhưng mà kiểu như mình làm ở đó thì mình là không có thời gian để mình lo cho cái tiệm của mình. Dạ, cho nên con quyết định là con nghỉ ở cái tiệm đó để con về tập trung cho tiệm bánh của mình hơn. Giờ khó khăn chung á, khó dạ. khăn chung, không phải ai mà lên mạng xã hội mà buôn bán cũng có được nhiều người quan tâm đâu. Nãy giờ thì nghe ha, dạ. nghe Hải nói tự nhiên mình cảm thấy cũng ấm lòng là trong bản thân Hải là Hải cũng đã có suy nghĩ tích cực. Dạ đúng. Mình muốn tự làm, mình muốn tự lao động, mình muốn được làm, được đối với xã hội, muốn trở thành một cái người như tất cả mọi người khác. Chứ còn nhiều bạn khi có những cái hoàn cảnh này họ hay có những cái suy nghĩ tiêu cực, mình thấy thương mà mình không biết gỡ như thế nào luôn. Chính con nhiều khi con gặp những cái vấn đề trong cuộc sống của con đi thì cũng có đôi lúc con bị tiêu cực về những cái vấn đề mà mình mắc phải trong cuộc sống. Nhưng mà thật sự là với cái câu chuyện của Hải thì tự nhiên con nhìn lại con lại thấy hổ thẹn về bản thân mình khi mà những chuyện nhiều khi không bằng mấy bạn mà mình lại cảm thấy tiêu cực quá. Nhưng mà hồi trước á là em đi học làm bánh kem này là trong bao lâu, và sắp tới để mà mở rộng ra thêm mình có nhiều khách hàng và nhiều cái loại bánh đa dạng hơn, em có cái dự định mình sẽ đi học làm thêm những cái loại bánh ngọt khác không? Dạ. Hiện tại thì anh đang làm có một mình và một bạn nữa, nhiều khi anh đó cũng đi làm nhiều quá thì có một mình em ở tiệm em cũng không có xây sở được. Xong rồi bánh của em phải làm kiểu như đặt trước một ngày, xong rồi có những khách họ biết tới mình họ muốn ủng hộ mình á, nhưng mà họ muốn lấy liền trong ngày thì mình không có nhận được những cái đơn đó. Dạ. Nó cũng rất là khó, nên sắp tới em muốn là mình chuyển đổi cái mô hình của mình sẽ qua làm bánh ngọt thôi. Dạ. Bánh ngọt ví dụ như là bánh trong những cái tiệm cà phê hoặc là những cái tiệm bánh bình thường ăn, giống như là croissant hay là những cái bánh mì rồi. Thì em đã có tìm hiểu hay là có học cách để làm những cái loại bánh ngọt đó chưa? Dạ có rồi, hồi xưa khi mà đi phẫu thuật về á, lúc đó là em về năm cuối năm 2016 thì năm 2017 em có ra Hà Nội để đi học nghề bánh ạ. Em học ở đó 2 năm, dạ, em học ở trường Cô Tô, trường đó chuyên dạy các bạn cũng có hoàn cảnh đặc biệt như em á, dạ, dạy pha chế và bên bếp bánh. Dạ. Nhưng mà bây giờ hiện giờ cái tiệm bánh của em á là mặt bằng đó là mình cũng thuê rồi mình ở đó luôn hay sao? Dạ em thuê ạ. À, và em cũng ở tại chỗ đó luôn. Dạ em ở tại chỗ. Vậy thì cho anh hỏi cái hơi tế nhị tí xíu là hôm rày khi mà mình kinh doanh á thì cái doanh thu của mình có đủ để trang trải tiền mặt bằng và chi phí mình làm tiệm không? Dạ có tháng đủ có tháng không ạ. Có tháng mà nếu như mà không đủ thì em phải đi mượn người này mượn người kia, hoặc là mình sẽ tìm những cái công việc khác để mình có thể là mình làm để mình kiếm thêm thu nhập để mình trả cái tiền mặt bằng đó mình duy trì ạ. Vậy thì em bên cạnh cái việc là mình suy nghĩ trong cái việc là mình mở rộng thêm những cái món mới để mình dễ bán hơn, tại vì bánh kem thực ra nó cũng là một cái đặc thù hơi khó bán một tí xíu, là bởi vì thực ra là ngay cái dịp mà có tiệc tùng sinh nhật hoặc là gì đó người ta mới mua. Nhưng mà nếu mà em chuyển sang cái mô hình bánh ngọt á thì anh nghĩ là người ta có thể mua được đều đặn hàng ngày hơn. Và đặc biệt là với bánh ngọt á thì nếu mà em nghiên cứu thêm nền tảng TikTok nữa thì có thể sẽ giúp em một ngày bán được nhiều cái bánh hơn. Vậy thì cái bước mình chuẩn bị để mình lấn sang cái bánh ngọt đó mình chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ em cũng đang tìm hiểu ở trên mạng, cho nên cái khó khăn của em hồi xưa á tới bây giờ là em không có đi học, cho nên cái nền tảng mà kiến thức vậy em cũng không có. Dạ, cho nên em mới đang trắc trở cái điều đó. Bây giờ như vậy nè, anh nghĩ vậy nè. Anh thì không biết được là cái kỹ năng làm bánh ngọt của em nó đã được học tới đâu và em làm tới đâu. Nhưng mà anh có thể giúp em được một cái chuyện, đó là trong cái thời gian đầu á, khi mà em mới bắt đầu làm bánh ngọt và tìm hiểu về nền tảng TikTok á, thì anh có thể nhờ các bạn nhân viên làm social bên anh qua giúp em build được một cái kênh TikTok và sẽ quay được giúp em những cái đoạn video ngắn ngắn về những cái cách em làm bánh hoặc là về những cái sản phẩm của em để hỗ trợ được giúp em phần nào trong cái thời gian đầu khi mà mình mới bắt đầu lớn sân bánh ngọt, được không? Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Chắc là quý vị khán giả nãy giờ cũng đã nghe cái câu chuyện của Hải. Nhìn xuống dưới thì tôi thấy là cũng đã có những cái gương mặt đồng cảm với cái hoàn cảnh của Hải, và tôi rất rất là mong sự chia sẻ của khán giả. Mà thật ra nãy giờ ngồi thì tôi với Tiến đều tìm thấy ở Hải cái suy nghĩ tích cực lắm. Bạn ấy không bao giờ để cho số phận nó dừng mình lại, mà bạn ấy muốn đi tới, muốn được làm việc và muốn được sống một cách bình thường. Cho nên tôi cũng rất mong là tôi đã thấy một cái ánh đèn ở anh mặc áo sơ mi dạ. trắng. Dạ, xin phép được mời anh ạ.
Chào Kim Xuân. Chào. Dạ con chào chú. Chào con. Ở đây tôi rất phục. Con là hơn tất cả những người còn lành lặn. Ở chỗ con dám coi như là tự tìm cách để con sống, chứ không phụ thuộc vào xã hội. Đó là cái điều coi như là chú rất cảm phục con. Bây giờ coi như là con đã mở được cái tiệm bánh, thì chú mong rằng á, sẽ có những mạnh thường quân họ nhìn thấy, họ sẽ giúp đỡ con nhiều hơn nữa, để coi như là bạn có cái cuộc sống coi như là tốt đẹp hơn. Chú chỉ có mong vậy thôi. Cảm ơn chú ạ. Mời em gái bên đây luôn. Con xin gửi lời chào đến cô Kim Xuân, đến anh Dược sĩ Tiến và đến anh Hải. Dạ, theo em được biết là rất nhiều công việc, thì tại sao anh lại quyết định là bán bánh ngọt? Có phải là anh muốn mang đến sự ngọt ngào đến cho với mọi người không? Đúng không ạ? Dạ. Dạ. Theo em thì bình thường em kiểu em đi làm hay là em áp lực á, thì em sẽ rất bị stress và bị tụt mood. Xong thì em sẽ hay đi mua bánh ngọt ăn á, để em cảm thấy mình ăn vào cảm giác mình được hạnh phúc hơn, được thoải mái, được dễ chịu hơn. Thì anh đang mang đến cho xã hội những điều luôn tốt đẹp như vậy, thì tại sao anh lại tự ti về mình? Dạ, em thấy anh rất tuyệt vời và anh xứng đáng có được tương lai tươi sáng hơn sau này. Và mở rộng tiệm bánh, em có cơ hội em sẽ qua quận 7 để ủng hộ bánh sinh nhật của anh, cũng như là kêu gọi mọi người mua ủng hộ bánh của anh. Dạ, em cảm ơn. Dạ, cho phép em gửi lời chào tới cô Xuân, anh Tiến, anh Hải. Em có vài lời muốn gửi ái ấm tới anh là em có nghe một câu nói là cuộc đời này nó công bằng lắm, khi mà ông trời lấy đi của bạn thứ gì thì sẽ bù đắp cho bạn một cái thứ khác. Em thấy anh có những cái mà giới trẻ tụi em chưa có được, giống như là anh có sự cố gắng theo đuổi cái niềm đam mê làm bánh của anh nè, rồi anh còn có sự tử tế từ trong những cách mà anh hành xử. Anh suy nghĩ là trên cuộc đời này còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình nữa, đó là một sự tích cực rất là đáng nể luôn. Em nghĩ là nhan sắc thì nó có thể thay đổi theo thời gian, nhưng mà cái giá trị của bản thân anh thì nó vẫn tồn tại vĩnh cửu. Em mong là anh sẽ có thật nhiều sức khỏe và sau này thật hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn bạn ạ. Em nghe những cái lời chia sẻ của các bạn khán giả, của các cô, các chú ở trong trường quay, thì em cảm thấy như thế nào? Dạ, trước tiên là cho em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người ở đây đã động viên em và ủng hộ em ạ. Thật ra thì hồi xưa em rất là tự ti. Lúc mà em chưa thật sự bước ra khỏi cái bóng tối của mình là cái năm mà 2016 á, là em rất là ghét bản thân mình. Mình cứ nghĩ là tại sao mình lại như vậy, trong khi mình không giống như ba bạn khác. Cũng tự trách ông trời nữa, cuộc sống này tại sao lại bắt con với mình như vậy. Nhưng mà tới năm mà 2016, khi mà em được bước ra khỏi nhà, mình bước ra khỏi cái bóng tối của mình, là em được đi phẫu thuật vào trong bệnh viện, rồi thấy nhiều cái hoàn cảnh á, thì em mới nghĩ là nếu khổ thì ai sẽ khổ hơn ai. Dạ, cho nên em thấy là em vẫn còn may mắn hơn những người khác, thì lúc đó em mới quyết định là cố gắng mình đi học một cái nghề để mình có thể sống có ích cho xã hội. Cho tới bây giờ thì em không có tự ti đâu. Dạ, em rất thích bản thân mình hiện tại, vì em thấy cuộc sống này nó hay ở chỗ là không ai giống ai cả. Em nghĩ là như vậy. Em cảm ơn mọi người ạ. Bây giờ cho anh hỏi chuyện tế nhị chút xíu nè. Là cái vấn đề làm bánh ngọt á, anh nghĩ là chắc là những cái trang thiết bị vật dụng để mà mình làm bánh ngọt thì nó cũng sẽ hơi khác so với bánh kem tí xíu. Yeah. Thì em đã có đầy đủ những cái trang thiết bị dụng cụ để làm bánh ngọt chưa? Dạ, cũng hơi thiếu một ít. Em đang cố gắng trong thời gian tới mình có thể là... Mà thí dụ như, cho anh hỏi thí dụ luôn, cái này tế nhị hơn tí xíu nữa nè, là mấy cái thiết bị đó mình đầu tư nhiều tiền không ta? Dạ, cũng nhiều anh. Nhiều là khoảng nhiêu ta? Từ mấy chục cho tới 100 mà, nếu như mà muốn chuyển đổi à. Ừ. Vậy thì bây giờ trước mắt anh chưa biết là như thế nào, nhưng mà anh tặng em 50 triệu để giúp em. Cảm ơn anh ạ. Dạ. Cảm ơn anh. Chuẩn bị một phần nào đó cho cái tiệm bánh ngọt của mình. Dạ. Nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Mà hứa với anh một chuyện là mình sẽ nghiêm túc học tập đầu tư để làm được những cái bánh ngọt thiệt là ngon với cái số tiền mà anh giúp đỡ em. Và nếu trong cái thời gian sắp tới á,
em cảm thấy có khó khăn gì trong việc là thí dụ như là quay video không biết cách làm sao, hay là tạo kênh không biết như thế nào, hoặc là cần hỗ trợ gì thêm, ví dụ như chẳng hạn là em nói cái chuyên môn bánh ngọt của em cần học thêm chút xíu nữa để làm cho nó ngon hơn, thì cứ nói với anh sẽ giúp em trong cái việc là học để làm được những chiếc bánh ngọt thật ngon. Dạ, anh cảm ơn anh ạ. Dạ. Cảm ơn Hải là không chỉ đến đây để giới thiệu với tất cả mọi người về thân phận của mình, mà còn đem đến một cái nguồn sống tích cực. Và hồi nãy như một bạn nữ thanh niên vừa mới nói là tự nhiên là thấy ở anh cái suy nghĩ của anh còn hay hơn rất nhiều bạn trẻ. Có khi là các bạn đang ở trong một cái điều kiện sống sung sướng, sống đầy đủ, nhưng mà các bạn chưa có trải qua, cũng không ai yêu cầu các bạn phải trải qua những điều đó. Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng mình quá may mắn. Và từ cái điểm may mắn đó, xin hãy biết ơn cha mẹ, biết ơn gia đình, và các bạn phấn đấu làm việc tốt hơn nha. Nhiều khi là mình có tất cả, cái mình y, cái mình chay lười, mình không chịu làm gì hết, mình cứ làm biếng. Mà cái cục làm biếng ở trong người nó càng ngày nó càng to, nó bự lắm, nó lẹ lắm, nó cứ bắt người ta làm biếng hoài à. Thì các bạn hãy suy nghĩ tích cực, hãy lao động nhiều hơn, để mình trở thành một cái người đối với xã hội nó năng động, nó tốt hơn. Như cỡ tôi nè, gần 70 rồi, nhưng mà vẫn phải cố gắng cho cái đầu động não, cơ thể khỏe mạnh, tập thể dục mỗi ngày. Mình làm như vậy tự nhiên con người mình nó giống như nó mới hơn á. Tôi hay nói đùa là nó sẽ trẻ ra. Mong là xã hội mình sẽ có nhiều người suy nghĩ tích cực hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, mà má biết không, trong cái chương trình này của mình á, về cái format á, là ở phần cuối hay có một cú plot twist. Thông thường các bạn nhân vật sẽ có gửi một lá thư bí mật tới chương trình và lá thư này sẽ được mở ra vào ở cái phần thứ 3 của chương trình, để mình xem là cái tâm sự của bạn còn cái điều gì ẩn giấu trong lá thư nữa. Vậy thì bây giờ con với bác sẽ cùng xem coi là lá thư mà Hải gửi tới chương trình là gì. Xin mời lá thư đến từ tương lai. Vậy thì với cái bức hình đó em muốn chia sẻ cái câu chuyện gì? Dạ, là thật ra là hồi xưa em cũng có từng mở một cái tiệm ở dưới quê rồi. Dạ, năm đó là như là năm trúng được dịch nữa. Em mở một cái tiệm vừa bán cà phê và vừa bán bánh. Thì em làm được khoảng hơn một năm á, thì xong rồi tiệm nó lại đóng cửa. Dạ, đóng cửa xong bắt đầu em quyết định là vào Sài Gòn để mình bắt đầu lại từ đầu. Mình vừa đi học vừa đi làm, xong đi học thêm về nghề bánh, xong rồi vừa đi làm. Thì em mới mở lại cái tiệm online của mình tháng 5 năm ngoái. Thật ra mở ở dưới quê thì cũng khá là nhiều khó khăn nên em quyết định là đóng. Tại thứ nhất là bánh ngọt ở dưới đó là không có thịnh hành nữa. Dạ. Với lại cũng mình làm có một mình á, nên mình cũng không có trụ nổi sau đợt dịch đó. Mở cái tiệm đó ra thì hơn một năm thì rất là nhiều cảm xúc. Chỉ lần đó là lần đầu tiên mà em khởi nghiệp nữa. Thì vui có, buồn có. Vui á, có nghĩa là lúc mà khách tới mình làm đông quá, xong mình có một mình nữa, xong rồi khách họ thấy như vậy, xong rồi họ lại bưng nước cho mình luôn, thì lúc đó mình cảm thấy rất là vui. Dạ. Xong rồi những cái lúc buồn thì cũng có, là anh nhớ là hôm đó là một buổi chiều nọ, khách cũng rất là vắng, xong cái em ngồi một mình, xong cái có một đoàn khách tầm khoảng 4-5 người vào, họ vào cái mình ra mình đổ họ, cái họ thấy mình như vậy cái xong họ bỏ đi luôn, thì lúc đó cảm thấy rất là hụt hẫng. Chắc là họ thấy mình như vậy xong rồi họ đi như vậy, cũng không trách họ được. Anh hiểu cái câu chuyện vừa rồi Hải chia sẻ, có nghĩa là mặc dù là bây giờ Hải yêu thương cái ngoại hình này của mình rồi và không tự ti nữa, nhưng mà cũng chính cái ngoại hình này đôi khi cản trở cái công việc của mình, bởi vì nhiều khi khách tới, khách nhìn mình xong khách bỏ về. Đúng với câu chuyện em chia sẻ phải không? Dạ. Yeah. Vậy thì với những cái chuyện như vậy và với những cái cảm xúc như vậy rồi, thì tới thời điểm hiện tại em đang cảm giác như thế nào, và những câu chuyện đó nó còn diễn ra không, hay là đó là cái lý do mà em làm tiệm bánh online, em không muốn làm tiệm bánh offline nữa? Dạ, em nhớ có một hôm lúc đó cũng khuya lắm rồi, xong rồi em có nhận được một cái tin nhắn ở bên fanpage của mình là có một cái bạn khuyến khuyết. Bạn đó là kể về hoàn cảnh của bạn đó, là bạn đó là cũng rất là đam mê nghề bánh, bạn đó cũng muốn đi học bánh và được đi làm giống như là em vậy. Tại bạn đó cũng biết em qua mạng xã hội á,
Dạ, em cũng có trăn trở là bây giờ mà chị của mình như vậy, mình còn chưa lo cho mình xong nữa, thì làm sao mà mình có thể mình đón bạn về để mình dạy nghề cho bạn, để mình có thể lo công việc cho bạn được. Có thể là trong tương lai mong muốn của em á, có là tiền của em có thể sẽ ổn định hơn một tí. Và mình có thể nhận những cái bạn mà có một tí khuyến khuyết về giống như mình á, để mình có thể mình dạy cho bạn một cái nghề, để mà bạn có thể có một cái công việc mà truyền đạt cho bạn cái tích cực, là bạn có thể cố gắng vượt qua được. Cũng giống như mình làm được thì bạn cũng có thể làm được. Tấm lòng em đẹp vô cùng luôn á. Có nghĩa là bất kể khi làm cái gì, và ngay cả khi cái tiệm bánh của em vẫn chưa có đạt được những cái hiệu quả như em mong đợi, nhưng mà em vẫn dành cái tấm lòng em nghĩ cho người khác. Anh cảm thấy rất là khâm phục em vì điều đó. Nhưng mà về mặt lời khuyên nha, thì anh nghĩ là trong giai đoạn này mình sẽ bắt đầu mình tập trung cho cái tiệm bánh của mình trước. Như anh nói, mình muốn mở rộng cái việc kinh doanh mình ra, mình sẽ tập làm những cái bánh ngọt mà người ta có thể ăn hàng ngày. Như nãy em nói bánh sườn bò, bánh croissant rồi đó, các kiểu, thì anh cũng thấy là một cái điều thú vị. Giai đoạn này là cái giai đoạn mà anh nghĩ em nên bắt đầu, với cái số vốn ít ỏi anh giúp cho em á, thì em bắt đầu sử dụng cái số vốn đó cũng như cái thời gian này để tập trung phát triển thêm những cái sản phẩm mới cho cái tiệm của mình, rồi cố gắng làm sao để mà cái việc kinh doanh nó đi vào ổn định. Thì chỉ khi nào em ổn định rồi, em mới có thể giúp được người khác thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Cho nên là anh rất trân trọng cái tấm lòng của em, nhưng mà giai đoạn này em nên tập trung cho cái công việc mình nó ổn định trước đã. Và như anh nói, em có số liên hệ của biên tập bên chương trình rồi. Nếu trong cái quá trình em phát triển cái tiệm của mình và có những cái sự khó khăn gì cần anh giúp đỡ thì em cứ nói. Nhiều khi hồi xưa mình đi học là nhiều năm về trước rồi, những cái kỹ thuật mình làm bánh ngọt của hồi xưa nó đã hơi cũ rồi. Bây giờ mình muốn có những cái kỹ thuật mới hoặc muốn học với những cô mới, anh hoàn toàn có thể sẽ mời được các cô đó đến tiệm của em để dạy cho em trong 1-2 ngày để giúp em có thêm cái kỹ thuật luôn. Cái chuyện đó hoàn toàn không thành vấn đề đối với anh, và anh nghĩ là nó nằm trong khả năng của anh có thể giúp được em. Và theo con biết nha má, con đây là con liên hệ nè, má là đang có làm việc với mấy cô bên nhà văn hóa thanh niên nữa, và chắc chắn mấy cô cũng sẽ có thể giúp đỡ được trong cái việc là dạy cái nghề là bánh ngọt luôn. Má chia sẻ chút giùm con được không? Má thì định không chia sẻ như vậy, tại vì má sẵn sàng khi mà bên Hải có nhu cầu má sẽ giới thiệu người. Dạ. Nhưng mà có một cái điều nè, ở Sài Gòn mình hay lắm, cũng là bánh mì. Dạ. Nhưng nếu các bạn đi ăn bánh mì Sáu Minh khác, các bạn đi ăn bánh mì Quỳnh Hoa khác, các bạn đi ăn bánh mì Bảy Hổ khác, dạ, Bảy Quang khác. Và khi ăn bánh tráng trộn, tại sao bánh tráng trộn của cái cô này làm khác, bánh tráng trộn của cô kia làm khác, mà cũng là tên bánh tráng trộn nha. Thế thì tự nhiên má có ý nghĩ là cái bánh, tiệm bánh Hướng Dương của Hải, dạ, vẫn là bánh nhưng kết hợp đúng như tiếng nói là cái kỹ thuật mình phải làm mới, làm hiện đại. Giống như có một thời gian tự nhiên có cái bánh mì Thanh Long đó, mình phải tạo cái sự độc đáo cho cái sản phẩm của mình, để người ta khi người ta nghĩ tới bánh Hướng Dương là vì sao chúng tôi đến với bánh Hướng Dương, ngoài cái chuyện là bánh ngọt, nhưng mà nó có những điều đặc biệt hơn nữa. Mình trẻ mà, mình tìm hiểu, mình làm khác hơn. Yeah. Để mọi người khi người ta đến với mình, người ta nhận được cái điều khác biệt của cái sản phẩm mình, thì người ta sẽ đến với mình. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô ạ. Dạ. Rồi, cho anh hỏi thêm một câu hỏi này nữa nè, để anh chuẩn bị tâm lý cho em thôi. Ví dụ như là cái số này sau khi lên sóng thì chắc chắn sẽ có rất rất nhiều bạn khán giả sẽ có những cái comment ủng hộ, động viên em. Nhưng lỡ có một vài những cái comment, những cái lời bình luận á, nó hơi tiêu cực hoặc là nó nói những điều không tốt về em, tất nhiên bên phía anh vẫn sẽ có những cái hình thức là chặn hoặc là không để cho người ta nói những điều tiêu cực. Nhưng lỡ có những điều tiêu cực tới với em sau khi cái số này nó lên sóng thì em sẽ đối diện với điều đó như thế nào? Dạ, thật ra thì cũng không có gì đâu ạ. Tại hồi xưa tới giờ thì em đã trải qua rất nhiều việc rồi, cho nên những cái lời đó thì họ vô tình họ nói ra thì mình có thể mình bỏ qua cho họ được ạ. Tại em cũng hồi xưa tới giờ thì em đi ra đường cũng bị người ta họ kỳ thị nhiều rồi. Nhưng mà mình thấy bây giờ mình cũng là một người bình thường thôi, mình cũng tự đi làm, tự đi ăn được, nên mình cũng không có quan tâm những cái việc đó ạ. Tại hồi xưa cứ mỗi lần ra đường thì em hay đi cúi mặt, hoặc là kiểu như là có khi là em tự đi không muốn ra khỏi đường luôn. Nhưng mà tới bây giờ thì mình cảm thấy là mình đặc biệt chứ mình không có khác nữa. Dạ. Đúng là khi mà em nhận ra được một cái câu nói là khi mà mình sợ cái gì á, nhưng mà mình không tránh được nó, mình không tránh được nó, thì tại sao mình không tự thử chấp nhận nó và thích nó. Cho nên hiện tại thì em rất thích con người của em hiện tại, nên ai nói gì thì em cũng rất vui lòng đón nhận thôi ạ. Nên cũng không có vấn đề gì hết ạ. Anh cho em hỏi một cái câu hỏi nha. Và em có nên mở một cái tiệm bánh offline ở tại Sài Gòn không ạ?
nếu lời khuyên của anh ở thời điểm hiện tại và trên khía cạnh là một người làm kinh doanh á, thì anh nghĩ mình phải từ từ. Yeah. Bởi vì anh chưa biết cái cơ sở hiện tại của em là cái quy mô nó rộng bao nhiêu và em đang trang trí nó đẹp tới mức nào rồi. Nhưng mà nếu như trước giờ mình chưa từng làm offline và cái tiệm của mình hiện giờ cũng đang nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ đủ giống như là một cái bếp để mình làm bánh thôi. Yeah. Chứ chưa phải là một cái tiệm để trưng bày đẹp á. Thì anh nghĩ giai đoạn hiện tại em mở rộng hình thức kinh doanh online nhiều hơn để có cái lượng khách đều đặn rồi, trước khi mình mở một cái tiệm bánh offline. Bởi vì khi mình làm một cái tiệm bánh offline, mình phải trang trí, mình phải đầu tư và mình tốn tiền mặt bằng. Thì cái chi phí đó trong thời gian này anh nghĩ là nó đang chưa cần thiết và nó sẽ gây tiêu tốn cho em rất là nhiều. Nếu lời khuyên của anh trong giai đoạn này, bởi vì mình đang bắt đầu mở thêm những cái sản phẩm mới về bánh ngọt nè, rồi mình bán bánh kem nè, thì anh đang thấy có rất nhiều bạn trẻ đang kinh doanh rất thành công mà chỉ cần online thôi là đã thành công rồi. Yeah. Vậy thì nếu có ước mơ muốn mở một tiệm bánh offline để chào đón tất cả mọi người đến với tiệm bánh của mình như là cái ước mơ của em hồi còn nhỏ, thì anh nghĩ nó là sẽ là một cái bước tiếp theo sau khi mà tiệm bánh online nhỏ xinh của mình đã thành công rồi. Yeah. Yeah. Cảm ơn anh ạ. Yeah. Thực ra với những cái số nội dung như thế này á, mình ngồi đây mình chỉ trò chuyện với Hải thôi, nhưng mà con biết được là khi cái này lên sóng nó sẽ tạo được một cái cảm hứng rất là tốt cho tất cả những cái người ngoài kia nữa. Bởi vì anh tin chắc rằng là ở ngoài kia sẽ còn có những bạn có hoàn cảnh tương tự Hải, hoặc là những bạn đang phải cố gắng vượt qua những cái giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, hoặc là cơ bản những người như anh thôi, trong những cái lúc mà tiêu cực và cảm thấy chán nản với cuộc sống của mình á, anh nghĩ là khi anh xem lại video này, chính anh cũng sẽ không có cho phép mình gục ngã trước những cái khó khăn trong cuộc sống của mình nữa. Cho nên anh nghĩ là cái việc Hải lên đây Hải chia sẻ bên cạnh là tìm cái giải pháp cho Hải, thực ra Hải đang làm một việc rất là tốt, đó là truyền cái năng lượng tích cực cho rất rất nhiều mọi người ở ngoài kia, và kể cả những cái bạn trẻ như ở đây, các bạn cũng nói là à, thấy cái năng lượng tích cực của anh Hải mà bản thân mấy bạn cũng phải ngưỡng mộ. Bởi vì nhiều khi giới trẻ bây giờ các bạn đôi khi cũng bị áp lực giống như anh mà bị tiêu cực về chính những cái vấn đề của mình. Anh cảm ơn Hải vì hôm nay dám xuất hiện ở đây và chia sẻ câu chuyện của mình. Dạ, em cảm ơn anh Tiến, cô Sơn và tất cả mọi người trong trường quay hôm nay đã chỉ còn là lắng nghe mà. Dạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Vậy thì trước khi mình kết thúc cái số nói chuyện hôm nay thì Má Xuân có gì muốn chia sẻ với Hải cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của con không? Tự nhiên ngồi nói chuyện với Tiến, với Hải và nói chuyện với quý khán giả ở đây á, tôi lại thấy cái suy nghĩ của mình hồi trước thì nó còn hơi lờ mờ thôi, nhưng mà bây giờ tự nhiên càng lúc mình càng cảm thấy mình nên khẳng định là bản thân chúng ta sẽ là cái màn lọc tốt nhất đối với cuộc sống này. Có rất nhiều những trang mạng xã hội, có rất nhiều những đường truyền, có rất nhiều những thứ mà nó đến với chúng ta mỗi ngày, nó nhiều hơn, nó nhanh hơn ngày xưa khi mà chúng ta không có tiếp xúc với các cái mạng xã hội bây giờ. Nhưng mà quý vị có để ý không, nếu mà mình bấm vào một cái tin mà vì cái tò mò của mình đó, là một cái tin không hay, nó là một cái tin tiêu cực, thì tiếp liền đó nó sẽ là những cái tiêu cực khác nữa, nó lại tiếp diễn. Nhưng nếu chúng ta thấy một điều gì đó nó phù hợp với chúng ta và chúng ta cảm thấy là ở cái đó chúng ta học được rất là nhiều điều, chúng ta bấm vào coi cái đó, tiếp theo sau đó là những điều mà tôi xem tôi rất là thỏa mãn. Thì quý vị ơi, chúng ta chính là cái màn lọc hữu hiệu nhất. Đừng đổ thừa là tại người này chi phối tôi, tại người kia làm tôi phân trí. Không, mình làm chủ lấy mình và mình là cái màn lọc tốt nhất để đem đến những điều tinh túy và tốt đẹp cho chính bản thân mình. Và tôi hy vọng là cái cuộc nói chuyện của chúng tôi hôm nay có thể không nhiều nhưng mà sẽ chút để cho quý vị cảm thấy rằng chúng ta đã có một buổi nói chuyện thú vị, và đây là một cái buổi nói chuyện đem lại cảm hứng cho rất nhiều người khi xem cái chương trình này. Cảm ơn Hải, cảm ơn Má Xuân, cảm ơn tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ vì đã theo dõi trò chuyện với Tương Lai tới tận giờ phút này. Và quý vị ơi, tất nhiên là đây chỉ là những chia sẻ, những trải nghiệm mang tính tham khảo của Tiến, của cô Kim Xuân hay là của Hải, và tất nhiên nó sẽ không thể nào đúng 100% ở tất cả mọi trường hợp được. Vậy thì nếu quý vị khán giả có bất kỳ cái điều gì đó mà chưa đồng ý với Tiến hay với Má Xuân hay với Hải thì cũng đừng ngại ngùng comment ở phần bình luận để Tiến, để Má Xuân, để Hải và tất cả các bạn khán giả khác sẽ học hỏi được thêm một cái điều gì đó từ chính góc nhìn
trái ngược của quý vị, thì lúc đó chúng tôi sẽ có thêm được nhiều những cái sự nhìn đa chiều hơn về cùng một vấn đề. Và tất cả các bạn trẻ ơi, nếu như các bạn có những cái câu chuyện, những nỗi niềm, những trăn trở nào đó muốn chia sẻ thì cũng đừng ngại ngùng chia sẻ đối với Trò Chuyện Với Tương Lai, bởi vì biết đâu bạn sẽ là nhân vật tiếp theo ngồi tại đây cùng với Tiến và một khách mời đặc biệt nào đó. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số tiếp theo nhé.